Báo cáo con đầu tiên tại hồ câu cường cái anh em nhá. Hôm nay cùng ba anh em đi tát hồ cường cái anh em nhá. Anh em lên thôi. Chiếp lệ. Em ơi, mất cần. Anh không phải là anh chủ hồ câu cường cá không? Anh à, em đúng là chủ hồ câu cường cái. Vâng, cái đấy, anh em mình ngồi nói chuyện cho dễ nhá. Dạ, ok. Ok. Tổng số lượng cá của hồ dưới anh hiện tại bây giờ đang là bao nhiêu con? Cá lên hiện tại ở của em thì nó đang rơi vào dao động tầm 650 đến 700. 650 đến 700. Vâng. Ba cái số lượng cá lên những ngày gần đây có nhiều không anh? Số lượng cá thì ngày em thì thường thường nó lên đều. Ngày ít nhất thì là tầm 30 con, còn đỉnh điểm như mấy hôm vừa rồi. Có ngày sẽ lên 101 và ngày đỉnh điểm sẽ lên 103. Mà 103. Hoàn toàn số lượng là ăn hố đấu hết. Bao tiền một vé anh? Hồ này. Giá vé hồ em thì dao động là 350 5 tiếng, 510 tiếng và 715 tiếng. Ok, thì anh cứ làm tạm cho em trước 2k để em ra vào việc luôn nhá. Dạ, ok. Ok. 2k nhá. Ok. Chốt cho anh 2k. Ok. Ok. Hôm nay đi câu, nhờ ông anh xét được bổ trục xem là ngày hôm nay có rực rỡ không anh em nhá. Anh đó đây. Đào hết cho anh ấy. Buổi sáng em mới đến thì hồ mới một guồng xong nên là em sẽ lựa chọn đánh nửng để con cá nó đang theo guồng ấy thì nó sẽ đi vòng tròn nên là mình đánh nửng trước xem là có tín hiệu gì hay không. Đánh một lúc không thấy tín hiệu gì, nước tĩnh lại, em bắt đầu xào đánh hồ đấu anh em nhé. Dạ ăn ạ. Chết bằng chết chứ còn gì nữa. Bo bằng chết, chết bằng chết. Báo cá anh em nhá. Thật dây băng đi phát là kéo vào ngay. Báo cá anh em nhá. Khéo sức chúng anh đâu nhá. Báo cá bằng cái gần năng không anh? Ok mấy anh, ngửa bụng rồi. Trời ơi, té còn gì để nói nữa. Ở đây dập được đấy. Báo cá con đầu tiên tại hồ câu cường cá anh em nhá. Trời ơi, ba anh em đi thì hai người lên cá rồi nhá. Anh em nhá, đồng đội thứ hai đã lên cá. Trời, anh Đông trông nét nè nè đi. Rồi, em ơi, tinh dưỡng sức khỏe tí nó ăn phát là dậy. Ôi giời ơi. Vừa nhắm mắt phát. Bao cả. Dày quá. Mấy con cờ đi bật bát cho. Nhất gần anh đâu rồi? Bay đầu đi. Em đang bảo kiểu gì nó ăn lại mà. Em đang bảo là phải ăn ngay vậy. Báo con thứ hai anh em nhá. Vít vít cậu vít cậu vít. Vừa mới tập hô báo cá trước xong cái báo ngay. Con này phải 9 cân. Vào vợ thành công chứ còn gì nữa.
Đấy, cho đây tí cậu rơi dưới này. Úi giời, con này dài này mà. Báo con cá tiếp theo cho cần đặc hồng anh em nhá. Đấy, trông nhìn cái nước, nhìn mình thích nước, cái nước cần đẹp. Điền điền, sạch nha. Con này nó sạch, sạch. Với cả cái họa tiết của nó nhìn nó đỡ, dễ. Đỡ gì mất. Vâng. Đỡ nửa này. Hiện tại bây giờ cũng là 2 rưỡi rồi. Nhà em có việc đột xuất nên là em đi về sớm anh em nhá. Đang có 2 con rồi. Hôm nay khá là rực rỡ cho nửa ngày.